Hồi thứ 99. Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy, từ Mã Ý vào cướp Tây Xuyên. Năm Kiến Hưng, nhà Thục Hán thứ 7, tháng 4, mùa hạ. Khổng Minh đóng quân ở Kỳ Sơn, chia làm 3 trại đợi quân Ngụy. Từ Mã Ý dẫn binh đến Tràng An, Trương Cáp ra tiếp vào, thuật lại chuyện trước. Ý sai Cáp làm tiên phong, Đái Lăng làm phó tướng, dẫn 10 vạn quân đến mé sông Vị Thủy hạ trại. Quách Hoài, Tôn Lễ vào ra mắt Từ Mã Ý. Ý hỏi rằng: các người đã đánh nhau với quân Thục trận nào chưa? Hai người thưa rằng: chưa đánh trận nào. Ý nói: quân Thục từ xa đến đây, lợi về đánh nhanh. Nay họ không đánh, chắc là có mẹo gì đây. Các mảnh lũng Tây đã có tin tức gì chưa? Hoài nói: bẩm, đã có quân mật thám đi dò, biết được các quận ngày đêm phòng giữ, 10 phần cẩn thận, không có việc gì. Chỉ có hai sứ Võ Đô, Âm Bình chưa thấy về báo. Ý nói: để ta sai người hẹn với Khổng Minh quyết chiến ở đây, hai chúng ngươi kíp lẻn ra con đường nhỏ, cứu viện hai quận ấy, rồi đánh chặn mé sau quân Thục. Như thế quân giặc tự khắc phải rối loạn. Hai người vâng kế, dẫn 5.000 quân đi đường tắt ra cứu hai quận. Dọc đường, Quách Hoài nói chuyện với Tôn Lễ rằng: Trọng Đạt sánh với Khổng Minh thế nào? Lễ nói: Khổng Minh hơn Trọng Đạt nhiều lắm. Hoài nói: Khổng Minh tuy giỏi hơn, nhưng một mẹo này cũng đủ tỏ cái tài của Trọng Đạt hơn người. Nếu quân Thục đang đánh, chúng ta tự mặt sau kéo đến thì chẳng bối rối lắm ư? Đang nói chuyện, Tiểu Mã chạy lại báo rằng: quận Âm Bình đã bị Vương Bình đánh tan, mà quận Võ Đô cũng bị Khương Duy phá mất rồi. Quân Thục đóng ở gần đây. Lễ nói: quân Thục đã phá được thành trì rồi, làm sao lại còn dàn quân ở ngoài? Tất có mưu mẹo gì đây, ta phải rút quân về cho mau. Quách Hoài nghe lời, sắp sửa thu quân, bỗng đầu nổ một tiếng súng cực to, rồi mé sau núi có một toán quân kéo ra, cờ hiệu Gia Cát Lượng. Khổng Minh ngồi chính trận trên xe, Quan Hưng, Trương Bảo đi kèm Tả Hữu. Tôn, Quách, hai người trông thấy thất kinh. Khổng Minh cười bảo rằng: Quách Hoài, Tôn Lễ, đừng chạy nữa, mẹo của Tư Mã Ý lừa thế nào được ta? Ý mỗi ngày sai người ở trước trại khiêu chiến, mà sai chúng mày đánh tập hậu quân ta. Võ Đô, Âm Bình ta đã lấy được rồi, hai chúng mày sao không hàng đi cho sớm, còn muốn quyết chiến với ta hay sao? Hai người kinh hoàng, bỗng lại nghe tiếng reo ầm ĩ. Té ra, Vương Bình, Khương Duy tự mặt sau đánh lại. Hưng Bảo hai tướng cùng từ mặt trước đổ đến. Quân Ngụy thua to. Tôn, Quách hai người phải bỏ ngựa, trèo qua núi mà trốn. Trương Bảo trông thấy, giục ngựa đuổi theo. Không ngờ ngựa vấp phải tảng đá. Cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống khe núi. Quân sĩ vội vàng xuống cứu. Thì đầu Trương Bảo đã toạc ra rồi. Khổng Minh vội sai người đưa Bảo về thành đô dưỡng bệnh. Quách, Tôn hai người chạy thoát, về trại ra mắt Từ Mã Ý, thuật lại tình đầu. Ý nói: đó không phải lỗi tại các ngươi, chỉ vì Khổng Minh khôn hơn ta đó thôi. Hai ngươi lại nên giữ chắc lấy các thành Ung, Mi, chớ có ra đánh, ta khắc có mẹo đuổi được giặc. Hai người lại từ trở ra. Ý gọi Trương Cáp, Đái Lăng đến dặn rằng: nay Khổng Minh mới lấy được Võ Đô, Âm Bình, tất phải ra đó phủ dụ trăm họ, không có ở trong trại này. Hai chúng ngươi mỗi người dẫn 10.000 tinh binh lẻn ra mặt sau trại Thục, gắng sức mà đánh. Ta dẫn quân dàn trận sẵn ở mé trước, đợi khi nào quân Thục rối loạn sẽ kéo tràn quân đánh thốc vào, chắc là phá được trại Thục. Nếu ta chiếm được địa thế chỗ ấy thì phá giặc cũng chẳng khó gì nữa. Hai người nhận kế dẫn quân đi. Đái Lăng đi mé tả, Trường Cáp đi mé hữu, lẻn theo con đường tắt sang cánh ba. Ra con đường lớn, hai bên gặp nhau, hội làm một cánh, kéo đến sau trại Thục.
Đi chưa được 30 dặm, Tuyền quân bỗng dừng lại, không tiến. Trương Đái hai người tế ngựa lên xem, thì chỉ thấy có vài trăm cỗ xe để chặn ngang đường đi. Cáp nói, đây tất có phòng bị rồi, ta nên trở về cho xong. Hai tướng vừa sắp thu quân về, thì đã thấy lửa trên núi sáng rực cả lên. Trống, tù và om ả, rồi quân phục bốn mặt đổ ra, vây kín hai tướng vào giữa. Khổng Minh ở trên núi Kỳ Sơn, gọi to lên rằng, Trương Cáp, Đái Lăng, nghe ta bảo đây này, Tư Mã Ý đổ rằng ta ra Võ Đô Âm Bình dụ dân, cho nên sai chúng bay đến cướp trại ta, có phải không? Hai chúng bay là tướng nhỏ nhặt, ta không thèm giết, nên xuống ngựa hàng đi cho mau. Trương Cáp nổi giận, mắng rằng, mày là một tên quê mùa, xâm phạm vào nước tao, sao dám khoác lác làm vậy? Nếu tao tóm được mày, thì tao xả ra làm muôn mảnh. Nói đoạn, quất ngựa leo lên, trên núi tên đạn bắn xuống như mưa, Cáp không sao lên được, mới tế ngựa, múa thương, đánh thốc ra ngoài vòng vây, không ai đương nổi. Quân Thục còn vây Đái Lăng, Trương Cáp lại xông vào, đánh cứu cho Đái Lăng già nốt. Khổng Minh ngồi trên núi, thấy Trương Cáp ra vào, xông pha trong đám vạn quân, tinh thần mạnh mẽ, bèn bảo với Tả Hữu rằng, ta nghe khi xưa Trương Dực Đức đánh nhau với Trương Cáp dữ lắm, ai trông thấy cũng phải rùng mình, nay mới biết là thật. Nếu để người này, tất làm vạ cho nước Thục, phải liệu trừ đi mới xong. Liền thu quân về trại. Tư Mã Ý dẫn quân ra dàn trận sẵn, chỉ đợi quân Thục bối rối thì xông vào đánh. Một lát, thấy Trương Cáp, Đái Lăng lật đật chạy về, kêu rằng, Khổng Minh phòng bị trước cả, nên chúng tôi bị thu to trở về. Ý giật mình, nói, Khổng Minh thực là thần nhân, thà rằng ta lui về cho xong. Lập tức truyền lệnh rút quân về trại, giữ vững không dám giả nữa. Khổng Minh trận ấy được to, bắt được ngựa và đồ khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Bèn cũng thu quân về trại. Mỗi ngày, Khổng Minh sai Ngụy Diên ra khiêu chiến. Quân Ngụy nhất định không ra. Một chập luôn nửa tháng, hai bên không đánh nhau một trận nào. Khổng Minh đang ngồi trong trướng nghĩ ngợi, sực có Phí Vĩ mang chiếu của thiên tử đến. Khổng Minh ra tiếp vào trại, đốt hương bái mạng, tuyên đọc tờ chiếu. Chiếu rằng, việc ở Nhai Đình lỗi tại Mã Tốc mà ngươi nhận làm lỗi của mình, tự ức mình quá, chấm ngại trái ý ngươi nên phải chiều lòng một chút. Nhưng từ năm trước cất quân ra, chém được vương xong, năm nay ra đánh, Quách Hoài phải trốn, Dợ Hương phải hàng, lấy lại được hai quận, ngoài trấn được kẻ hung bạo, công huân đã rõ ràng. Hiện nay thiên hạ còn tao nhiễu, kẻ gian ác đầu sỏ chưa trừ xong, ngươi đảm đang việc lớn nhà nước. Nếu để biếm chức mãi, thì sao cho rõ được công to, nay phục chức thừa tướng cho ngươi, ngươi chớ từ chối. Khổng Minh nghe chiếu xong, bảo với Phí Vĩ rằng, việc nước chưa xong, ta sao dám nhận chức thừa tướng vội. Vĩ nói, thừa tướng Ví Bằng không nhận thì trái mất ý thiên tử và làm nản cả bụng tướng sĩ. Xin thừa tướng hãy tạm nhận đi cho. Khổng Minh bấy giờ mới chịu nhận. Vĩ từ trở về. Khổng Minh thấy Tư Mã Ý mãi không ra, nghĩ được một kế, truyền lệnh cho các sứ nhổ trại rút lui. Có mật thám báo tin ấy với Tư Mã Ý. Ý nói, Khổng Minh tất có mưu gì, chớ nên khinh động. Trương Cáp nói, đây tất là hết lương phải về, sao lại không đuổi theo? Ý nói, ta đổ bên Thục năm ngoái được mùa to, năm nay lúa chiêm mới chín, lương thảo phong túc, dù vận tải khó nhọc, cũng đổ chi được nửa năm, sao hắn đã chịu lui? Hắn thấy ta luôn mấy hôm không ra đánh, cho nên làm ra thế để giữ đấy thôi, nên cho người đi thám xem sao. Quân đi thám về báo rằng, Khổng Minh hạ trại cách đây 30 dặm. Ý nói, ta chắc Khổng Minh không phải rút trại đâu, hãy giữ vững trại nhà, chớ nên khinh tiến. Được nuôi hôm nữa, tuyệt không có tin tức gì, mà cũng không thấy quân Thục đến khiêu chiến. Ý lại cho người đi dò, người ấy về báo rằng, quân Thục đã nhổ trại đi rồi. Ý không tin,
thay mặc áo lính đi lẫn vào trong quân lại xem binh tỉnh ra sao, thì thấy quân Thục đã lại rút về 30 dặm nữa. Ý về trại bảo với Trương Cáp rằng: đây là mẹo Khổng Minh đây, không nên đuổi theo. Ý ở lại 10 hôm nữa, người đi thám về báo rằng quân Thục lại rút lui 30 dặm nữa hạ trại. Cáp nói: Khổng Minh dùng mẹo hoãn binh, dần dần rút về Hán Trung, đô đốc còn ngờ gì nữa, không đuổi mà đánh ngay đi, tôi xin quyết chiến một trận. Ý nói: Khổng Minh lắm quỷ kế lắm, nếu xảy ra sự gì thì mất cả nhuệ khí của quân ta, không nên khinh chiến. Cáp nói: tôi xin đi, nếu thua xin chịu quân lệnh. Ý nói: người có muốn đi nên chia quân làm 2 cánh, người dẫn 1 cánh đi trước, phải ra sức liều chết mà đánh, ta theo sau tiếp ứng để phòng quân Phục. Ngày mai đi được nửa đường hãy cho quân nghỉ ngơi, để hôm sau lấy sức mà đánh. Hôm sau, Trương Cáp, Đái Lăng dẫn vài 10 viên phó tướng và 3 vạn tinh binh hùng hổ kéo đi. Đến nửa đường, hạ trại nghỉ ngơi. Tư Mã Ý để nhiều quân mã ở nhà giữ trại, chỉ đem 5 vạn tinh binh đi tiếp ứng. Khổng Minh cho người đi thám, biết được quân Ngụy đến nửa đường rồi, gọi các tướng đến thương nghị rằng: ngày mai quân Ngụy đuổi theo, tất nhiên liều chết mà đánh. Ta muốn dùng quân Phục chặn đường sau, các ngươi phải gắng sức, một người đương nổi 10 người mới được, nhưng phi tướng Chí Dũng không kham nổi việc này. Nói đoạn nước mắt nhìn Ngụy Diên, Diên cúi đầu không nói gì cả. Vương Bình bước ra thưa rằng: tôi xin nhận việc ấy. Khổng Minh nói: nếu để lỡ việc thì làm sao? Bình nói: xin chịu quân lệnh. Khổng Minh nói: Vương Bình chịu bỏ mình vì nước, xông pha mũi tên hòn đạn, thật là trung thần. Tuy vậy, quân Ngụy chia làm 2 cánh trước sau kéo đến, chẹt quân Phục ta ở giữa. Bình tuy có Chí Dũng, chỉ đương được 1 đầu, chớ không chia mình ra làm 2 mà đương cả được. Phải có 1 tướng nữa đi mới xong. Chỉ hiềm vì trong quân không ai chịu liều mình mà đi cho. Nói vừa dứt lời, Trương Dực bước ra thưa rằng: tôi xin đi. Khổng Minh nói: Trương Cáp là danh tướng nước Ngụy, có sức khỏe địch nổi muôn người, ngươi không phải là địch thủ. Dực nói: nếu có thua, tôi xin nộp đầu ở dưới trướng. Khổng Minh nói: có phải ngươi muốn đi, nên cùng với Vương Bình, mỗi người dẫn 1 vạn tinh binh phục ở trong hang núi, đợi khi quân Ngụy đuổi kịp, mặc cho nó đi khỏi, rồi các ngươi dẫn quân đổ ra đuổi theo mà đánh. Nếu có Tư Mã Ý đi sau đánh đến, thì các ngươi chia binh ra làm 2 ngả. Trương Dực dẫn 1 nửa chặn mặt sau, Vương Bình dẫn 1 nửa chặn mặt trước, cũng phải hết sức mà đánh, ta sẽ có mẹo khác giúp cho. 2 người nhận mẹo dẫn quân đi. Khổng Minh lại gọi Khương Duy, Lưu Hóa đến dặn rằng: cho 2 người 1 cái túi gấm này, đem 3.000 tinh binh phục sẵn ở trên núi mé trước. Khi thấy quân Ngụy vây Vương Bình, Trương Dực nguy cấp lắm, thì bất tất cứu mà mở luôn cái túi này ra xem, khắc có mẹo giải nguy. 2 người vâng lệnh dẫn quân đi. Lại gọi Ngô Ban, Ngô Ý, Mã Trung, Trương Ngực đều dặn rằng: ngày mai quân Ngụy kéo đến, sức nó đang hăng, không nên cự vội. Các ngươi hãy vừa đánh vừa chạy, đợi lúc nào Quan Hưng dẫn binh đến sông trận, các ngươi sẽ quay binh lại mà đánh, ta khắc cô binh tiếp ứng sau. 4 tướng vâng lệnh. Lại gọi Quan Hưng đến dặn rằng: ngươi dẫn 5.000 tinh binh phục ở trong hang núi, hễ thấy lúc nào trên đỉnh núi phất lá cờ đỏ thì kéo quân ra mà đánh. Quan Hưng lĩnh kế kéo quân đi. Đây nói Trương Cáp, Đái Lăng dẫn binh kéo đến như vũ như bão. Mã Trung, Trương Ngực, Ngô Ý, Ngô Ban 4 người đón đánh. Trương Cáp thúc quân tràn vào, quân Thục vừa đánh vừa chạy, quân Ngụy đuổi theo 20 dặm. Bấy giờ trời đang tháng 6, nóng nực khó chịu, người ngựa mồ hôi như tắm, đuổi được ngoài 50 dặm, quân Ngụy mệt nhoài cả người ra. Khổng Minh ở trên núi phất lá cờ đỏ, Quan Hưng kéo quân đổ ra, bọn Mã Trung 4 tướng cùng quay cả lại đánh. Trương Cáp, Đái Lăng nhất định liều chết chống cự không lui,
Bỗng có tiếng reo nổi lên ầm ầm, hai cánh quân của Vương Bình, Trương Dực ập lại, ra sức đuổi đánh, chặn hẳn mặt sau. Cáp lớn tiếng bảo các tướng rằng: "Quân ta đã đến chỗ này, không liều chết mà đánh, còn đợi đến bao giờ?" Quân Ngụy hăng hái lăn xả vào, nhưng cũng không sao ra được. Sực ở mé sau chống đánh, Tù Và kêu vang trời. Tư Mã Ý dẫn tình binh kéo đến. Ý trỏ bảo các tướng vây bọc lấy Vương Bình, Trương Dực vào giữa trận. Trương Dực kêu to lên rằng: "Thừa tướng thực là thần, mẹ mực đã định đâu đấy cả rồi, chúng ta cứ việc cố chết mà đánh đi thôi." Liền chia quân làm hai đường, Vương Bình dẫn một nửa chặn đánh Trương Cáp, Đái Lăng. Trương Dực dẫn một nửa cự với Tư Mã Ý, hai đầu giáp chiến, tiếng reo vang động trời đất. Khương Duy, Lưu Hóa ở trên núi trông thấy quân Ngụy thế to lắm, mà quân Thục đã dần dần hơi núng. Hai người bèn mở túi gấm ra xem, trong có nói rằng: "Nếu Tư Mã Ý lại vây Vương Bình, Trương Dực gấp lắm, thì các ngươi nên chia binh làm hai cánh, lẻn đến cướp trại Ngụy. Ý tất phải rút quân về, các ngươi nên thừa lúc loạn quân mà đánh, tuy không cướp được trại, nhưng cũng thắng to." Hai người mừng rỡ, tức thì chia quân kéo đến trại Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cũng đã có ý khôn, sợ mắc phải mẹo Khổng Minh, nên ở dọc đường vẫn sai người đi lại truyền báo tin tức luôn luôn. Khi ấy, Ý đang đốc quân vây đánh quân Thục, sực có ngựa lưu tinh lại báo rằng: "Quân Thục chia làm hai ngả đến cướp trại lớn." Ý giật mình, tái mặt nói: "Ta đã biết Khổng Minh dùng mẹo, chúng bay không nghe, vật này mãi xin đánh, có phải làm hỏng mất việc ta rồi không?" Lập tức thu quân chạy về, Trương Dực theo sau đuổi đánh. Quân Ngụy thua to, Trương Cáp, Đái Lăng, Cô Thế phải lẻn theo đường tắt trong núi chạy trốn. Quan Hưng dẫn binh tiếp ứng các đường, Tư Mã Ý thua một trận, dẫn quân về trại, thì quân Thục đã rút về cả rồi. Ý thu nhặt bại quân, trách mắng các tướng rằng: "Chúng mày không biết binh pháp, chỉ cậy sức khỏe võ phu, hăm hở ra đánh, đến nỗi thua như thế này. Từ giày cấm không được khinh động nữa, hễ không tuân lời, ta quyết chém không tha." Chúng tướng thẹn đỏ mặt lùi ra. Chuyến ấy tướng Ngụy chết rất nhiều, tổn mất xe ngựa khí giới, không biết bao nhiêu mà kể. Khổng Minh thu quân thắng trận về trại, sắp sửa cất quân tiến đi. Sực có người ở thành đô lại báo tin Trương Bảo mất. Khổng Minh khóc ầm lên, miệng thổ ra huyết, ngất đi, ngã lăn xuống đất. Chúng vội vã cứu dậy, từ đó mắc bệnh, nằm bệt trên giường không coi được việc. Các tướng thấy vậy, ai cũng mang lòng cảm kích. Có thơ than Trương Bảo rằng: "Trương Bảo một vị tướng anh hùng, thảm thiết trời xanh chẳng tựa cùng. Thừa tướng đau lòng người dũng liệt, dòng dòng tuôn lệ ngọn thu phong." Được 10 hôm, Khổng Minh gọi Đổng Quyết, Phàn Kiến vào dặn rằng: "Ta nghe trong mình ngây ngất lắm, không sao coi được việc. Chi bằng hãy về Hán Trung dưỡng bệnh, sẽ liệu kế khác. Các ngươi chế để lộ tiếng ra ngoài, nếu Tư Mã Ý biết ta mệt, tất đến đánh quân ta." Bèn truyền hiệu lệnh cho quân sĩ, ngày đêm hôm ấy nhổ trại, kéo quân về Hán Trung. Khổng Minh đi được 5 ngày, Tư Mã Ý mới biết, liền than rằng: "Khổng Minh dùng mẹo xuất quỷ nhập thần, ta thật không bằng." Bởi vậy, Ý lưu các tướng ở lại, chia giữ các nơi cửa ải, còn mình thì rút quân về. Khổng Minh đóng đại quân ở lại Hán Trung, còn mình về thành đô dưỡng bệnh. Văn võ các quan ra thành nghênh tiếp, đưa về phủ thừa tướng. Hậu chủ ngự giá đến tận phủ thăm bệnh, sai ngự y đến chữa thuốc, bệnh dần dần cũng bớt. Bấy giờ đô đốc Ngụy Tào Chân cũng đã khỏi bệnh, dâng biểu tâu với Ngụy chủ rằng: "Quân Thục mấy thứ xâm phạm vào cõi nước ta, nếu không tiễu trừ, tất để lo về sau. Nay nhân lúc mùa thu mát rời, quân mã nhàn nhã, chính là lúc nên đi đánh. Tôi xin cùng với Tư Mã Ý lĩnh đại quân vào thẳng Hán Trung, trừ bọn gian đảng, để cho ngoài biên được thanh bình." Ngụy chủ mừng lắm, hỏi thị trung Lưu Hoa rằng: "Tử Đan khuyên trẫm đánh Thục, có nên không?" Hoa tâu rằng: "Đại tướng quân nói phải lắm, nay không trừ đi, tất để lo về sau. Bệ hạ nên cho đánh ngay đi." Ngụy chủ gật đầu, Lưu Hoa từ giã ra về.
các đại thần đến thăm hỏi rằng: "Chúng tôi nghe thiên tử bàn với ông việc đánh Thục, việc ấy thế nào?" Hoa nói rằng: "Có việc ấy đâu, Thục có núi non hiểm trở, không dễ mà đồ được, chẳng qua chỉ hao tổn quân mã, chứ có ích lợi gì." Các quan cùng nín lặng trở ra. Dương Kỵ vào chầu tâu rằng: "Hôm qua, Lưu Hoa khuyên bệ hạ đánh Thục, nay bàn với các quan, lại nói rằng không, thế là dối bệ hạ đấy. Xin bệ hạ đòi vào hỏi lại xem sao." Tào Tuấn lập tức triệu Lưu Hoa đến, hỏi rằng: "Hôm qua ngươi khuyên chấm đánh Thục, nay lại nói không nên đánh, là thế nào?" Hoa tâu rằng: "Tôi nghĩ lại cho kỹ, thì Thục không nên đánh." Tào Tuấn cười một lát. Dương Kỵ trở ra, Hoa liền tâu rằng: "Hôm qua tôi khuyên bệ hạ đánh Thục là việc to nhà nước, không nên nói lộ cho người biết, việc binh là lừa dối, việc chưa làm phải kín đáo mới được." Tuấn nghĩ ra, nói: "Người nói phải lắm." Được 10 hôm, Tư Mã Ý vào chầu, Ngụy chủ đưa bài biểu của Tào Chân cho xem, Ý tâu rằng: "Tôi chắc Đông Ngô chưa dám động binh, nay chính nên dịp này mà đánh Thục." Tào Tuấn lập tức phong Tào Chân làm đại tư mã, Trinh Tây đại đô đốc, Tư Mã Ý làm đại tướng quân, Trinh Tây phó đô đốc, Lưu Hoa làm quân sư. Ba người lại từ Ngụy chủ dẫn 40 vạn đại binh đến Tràng An, theo đường ra cửa Kiến Các, đến lấy Hán Trung. Bọn Quách Hoài, Tôn Lễ cũng lục tục kéo đi sau. Người ở Hán Trung báo tin về thành đô. Bấy giờ Khổng Minh bệnh khỏe đã lâu, ngày nào cũng luyện tập binh mã, dạy phép bát trận, đều đã tinh thục cả, sắp sửa cất quân sang đánh Trung Nguyên, sực nghe tin quân Ngụy vào cướp. Khổng Minh liền gọi Trương Ngực, Vương Bình đến dặn rằng: "Hai chúng ngươi hãy dẫn 1.000 quân đi trước ra giữ đường Trần Thương, địch quân Ngụy, ta đem đại binh tiếp ứng cũng sẽ đến sau ngay." Hai tướng kêu rằng: "Người ta đồn quân Ngụy 40 vạn, nói tăng là 80 vạn, thành thế to lắm. Thừa tướng chỉ cho 1.000 quân ra giữ cửa ải, ngộ quân Ngụy kéo cả đến thì làm thế nào?" Khổng Minh nói: "Ta cũng muốn cho nhiều quân đi, nhưng ngại chúng nó khó nhập." Trương Ngực, Vương Bình đứng ngây mặt nhìn nhau, cùng không dám đi. Khổng Minh nói: "Nếu xảy ra việc gì, lỗi không phải là tại các ngươi, bất tất phải nói lắm, nên đi cho mau." Hai người lại kêu rằng: "Thừa tướng muốn giết chúng tôi xin chết ngay tại đây, chứ quả thật không dám đi." Khổng Minh cười, nói: "Sao các ngươi ngu thế, ta sai các ngươi đi, ta đã liệu rồi, ta coi thiên văn, thấy sao tất qua vào phận Thái Âm, trong tháng này mưa dầm cả tháng. Quân Ngụy dù có 40 vạn, đâu đã dám vào xa nơi núi này. Bởi thế ta không phải dùng nhiều quân, chứ có định làm hại các ngươi đâu mà sợ. Ta đem đại quân ở lại Hán Trung, nghỉ ngơi 1 tháng, đợi lúc nào quân Ngụy rút về, sẽ thả quân ra đánh tập hậu. Quân ta nhàn mà quân kia vất vả, chỉ 10 vạn đủ phá được quân Ngụy 40 vạn. Hai người nghe ra mới vui lòng lại từ dẫn quân đi. Khổng Minh dẫn đại quân ra Hán Trung, truyền lệnh sai các sứ ải khẩu chứa sẵn cỏ khô, củi nỏ và lương thực đủ cho người ngựa dùng trong 1 tháng để phòng mưa dầm. Khổng Minh lại cấp lương, cấp áo trước cho quân sĩ và cho nghỉ ngơi 1 tháng chờ lệnh xuất chinh. Nói về Tào Chân, Tư Mã Ý lĩnh đại quân đến Trần Thương, không thấy một nóc nhà nào, bèn cho gọi thổ dân đến hỏi, thì họ nói rằng: "Khổng Minh trở về lần trước đã sai đốt sạch cả rồi." Tào Chân muốn cất quân đi ngay, Tư Mã Ý nói: "Tôi xem thiên văn, thấy sao tất vào phận Thái Âm, trong tháng này tất có mưa nhiều. Nếu ta vào sâu nơi trọng địa, đánh được còn khá, phỏng thua thì quân mã vất vả nhiều bề, bây giờ muốn về cũng khó. Vậy ta hãy nên ở trong thành này, lập trại đóng quân, để phòng mưa thu." Chân nghe lời, không dám tiến binh vội. Chưa đầy nửa tháng, quả nhiên trời đổ mưa dầm, như tầm như tã. Ngoài thành Trần Thương, nước sâu ngập 3 thước, đồ quân nhu ướt sạch, người không được ngủ, đêm ngày lo lắng.
mưa ròng rã vừa một tháng rời, ngựa hết cỏ ăn, chết hại rất nhiều, quân sĩ ta oán dậy đất. Ngụy chủ ở Lạc Dương nghe tin mưa mãi, lập đàn cầu tạnh không được. Hoàng Môn Thị Lang là Vương Túc dâng sớ xin cho rút quân về. Dương Phụ, Hoa Hâm cũng tâu can. Ngụy chủ mới giáng chiếu, sai sứ ra triệu Tào Chân, Tư Mã Ý về. Tào Chân bàn với Tư Mã Ý rằng: nay mưa dầm một tháng rời, quân sĩ ngả lòng, cùng có ý muốn về cả, làm thế nào mà ngăn được? Ý nói: không gì bằng hãy trở về. Chân nói: Khổng Minh đuổi theo thì làm thế nào? Ý nói: ta nên cho hai toán quân phục trước, rồi sẽ rút lui. Còn đang bàn bạc thì có sứ đến triệu, hai người mới đổi tiền đội làm hậu đội, hậu đội làm tiền đội, từ từ rút về. Khổng Minh tính mưa trong một tháng thì tạnh, liền dẫn đại quân ra đóng ở ngoài thành, truyền cho các đạo quân hồi lại cả ở Xích Nha, rồi lên trướng gọi tướng sĩ đến truyền rằng: ta đoán quân Ngụy tất rút chạy, mà Tào Tuấn tất xuống chiếu đòi Tào Chân, Tư Mã Ý về triều. Khi rút về, giặc thế nào cũng phòng bị. Nếu ta đuổi theo thì mắc phải mẹo của họ, chi bằng mặc cho nó đi, ta sẽ tìm kế khác. Sực có Vương Bình sai người lại bảo rằng: quân Ngụy đã rút về, xin cho đuổi đánh. Khổng Minh dặn người ấy về bảo với Vương Bình không được đuổi theo, khắc có mẹo phá được quân Ngụy. Đó là quân Tào cũng biết dùng mai phục, tướng Hán khôn hơn chẳng đuổi theo. Chưa biết Khổng Minh phá Ngụy ra sao, xem hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, cũng có đôi lúc Tư Mã Ý biết trước được mưu kế của Khổng Minh, nhưng khi Khổng Minh đã biết Tư Mã Ý biết kế của mình, liền bày ra kế khác khiến Tư Mã Ý không thể nào hiểu nổi. Tư Mã Ý đoán Gia Cát Lượng ngồi ở trại Kỳ Sơn, nhưng thật ra Gia Cát Lượng đang ở Vũ Đô, Âm Bình. Tư Mã Ý đoán rằng Gia Cát Lượng còn bận ở Vũ Đô, Âm Bình, nhưng thật ra Gia Cát Lượng đã có mặt nơi Kỳ Sơn. Một người mưu trí như Tư Mã Ý, thế mà còn bị Gia Cát Lượng đánh cho nhiều đòn chí tử. Gia Cát Lượng quả là thần vậy. Người điều binh khiển tướng cần phải biết được thiên thời, vì thiên thời là một trong ba yếu tố để thành công trong việc hành quân. Biết được thiên thời mới có thể xét đoán được lúc nào lợi để tiến binh, khi nào chẳng lợi thì dừng lại để tránh tổn hại. Cùng là sự mưa bão mà Khổng Minh dùng để đẩy lui quân địch, trong khi đó quân Ngụy cho là một việc trở ngại cho cuộc chinh phạt. Xem thế, việc hiểu rõ thiên thời cần thiết trong cuộc hành binh. Nhân việc đem quân xâm Lăng Thục, ta thấy việc Khổng Minh đem quân ra Kỳ Sơn đến 4 lần là phải lắm. Hán coi Ngụy là giặc, ngược lại Ngụy cũng coi Hán là giặc. Dù Hán không dẹp giặc, giặc cũng chẳng để cho Hán được yên ổn. Chính trong tờ biểu xuất sư của Khổng Minh cũng có viết: không đánh giặc, nghiệp vương cũng mất. Hán với giặc phải một mất một còn.